Đức Hồng Quân Lão Tổ, Đức Thái Thượng Lão Quân. Nguồn gốc: khởi nguyên vũ trụ từ khí hư vô, phát xuất một khối ánh sáng vĩ đại, mang năng lượng vô cùng vô tận, gọi là Đại Linh Quang, hay Thái Cực Quang, hay tạm gọi là Cội Đạo. Lúc bấy giờ, khối ánh sáng ấy phân tánh hóa sinh, biến hiện nên thân ảnh ba vị tận thiện tận mỹ đầu tiên là Đức Hồng Quân Lão Tổ, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, Đức Giao Trì Kim Mẫu. Đức Hồng Quân Lão Tổ xuất hiện chính là việc đạo quang đại phát, chiếu diệu mạnh mẽ, lưu truyền từ cội đạo phi diệu đến những nơi vô minh tối tăm, chưa có ánh sáng trong vũ trụ ba la vô cùng tận. Các tôn danh của Đức Ngài: Đức Hồng Quân Lão Tổ Cửu Thiên Cảm Ứng Từ Tôn, Đức Thái Thượng Đạo Quân, Đức Thái Thượng Lão Quân, Đức Hồng Quân Từ Tôn, Đức Lão Tổ, Đức Từ Tôn. Ngày lễ vía kỷ niệm Đức Từ Tôn là mùng 9 tháng 9 nguyệt lịch. Hình dáng tôn nghiêm và các tính chất đặc trưng của Ngài: Đức Lão Tổ thường thể hiện thân ảnh lão nhân, râu tóc bạc phơ, da dĩ hồng hào, tươi sáng, ánh mắt từ bi, hiền hòa, luôn nhẹ nhàng mỉm cười với muôn sinh. Toàn thân Ngài khoác đạo bào bạch y, tỏa ánh bạch quang tinh khôi, thuần khiết. Phần minh khí ấy vừa dịu mát, thân thiện, lại làm ấm áp lòng người với những ai hữu duyên được biết đến Ngài, được nhìn thấy ánh sáng từ bi ấy. Ở giữa vần hào quang ấy luôn biến hiện muôn đó hoa sen ngũ sắc chớm nở từ hư vô, nhanh chóng đại phát mãn khai, rồi lại tiêu biến trong vần ánh sáng ấy để những nụ hoa mới lại xuất hiện, sinh động vô cùng. Ngài thường mang theo bên mình một chiếc gậy gỗ mộc mạc đơn sơ và một bầu hồ lô chứa linh đơn bên trong. Đức Lão Tổ khi xuất hiện trong vũ trụ truyền đạo để thuận duyên hóa độ muôn sinh khắp tam giới, nên tự mình phân tánh hóa sinh, biến hiện nên tam thanh. Ba vị tam thanh này gọi bổn tôn của mình là Tôn Sư, Đức Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, Đức Thượng Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đức Ngọc Thanh Linh Bảo Thiên Tôn. Đức Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, Ngài được biết đến với tôn danh là Đức Lão Tử khi có một kiếp sáng trần nơi cõi hạ giới để truyền Đạo Đức Kinh. Đạo Đức Kinh dạy người tu tâm dưỡng tánh, sống hòa mình vào thiên nhiên, hòa mình với đạo tự nhiên của thiên địa. Toàn thân Ngài tỏa ánh đạo quang là màu vàng rực rỡ, kim quang ấy là biểu hiện của các yếu tố tinh trong tam bảo của thiên, là tinh tú soi sáng khắp cả vũ trụ. Phong trong tam bảo của địa là gió hay không khí, chính là nguồn sống của muôn loài. Nếu không có không khí thì sự sống không tồn tại được. Thần trong tam bảo của nhân, thần này là linh hồn, lương tâm, là đức từ bi yêu thương, hòa nhã và trường tồn vĩnh cửu. Phật trong tam bảo của đạo pháp, Phật là sự giác ngộ viên mãn, đoạn trừ mọi phiền não, dứt sạch vô minh, tự tại vô nhiễm. Đức Thượng Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Ngài được biết đến là giáo chủ của xiển giáo từ thuở hỗn độn sơ khai. Xiển giáo truyền bá cho loài người phương thức tu tâm dưỡng tánh, rèn luyện thân thể dưỡng sinh, hòa vào thiên nhiên, trở thành thần tiên, tiên nhân thoát tục, cứu khổ muôn sinh. Toàn thân Ngài tỏa ánh đạo quang màu xanh da trời dịu mát, thanh quang ấy là biểu hiện tượng trưng cho các yếu tố nhật trong tam bảo của thiên, là mặt trời rạng rỡ ấm áp giúp muôn loài sinh trưởng. Thủy trong tam bảo của địa là nước nguồn tươi mát giúp nuôi dưỡng, duy trì sự sống. Khí trong tam bảo của nhân là trí tuệ minh triết, tư niệm, lòng vị tha, tính cần mẫn và an lạc hỷ xả. Khí cũng là năng lượng gìn giữ thân mạng của chúng sinh hữu hình. Pháp trong tam bảo của đạo pháp, pháp này là sự vận hành của lý sự trong tam giới, giới luật, phương pháp tu luyện để một cá thể trở nên hoàn thiện mình, chân, thiện, mỹ. Đức Ngọc Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Ngài được biết đến với tôn danh là Đức Thông Thiên Giáo Chủ của triệt giáo từ thổ hỗn độn sơ khai.
triệt giáo, truyền bá phương thức tu luyện thân tâm, hấp thụ tinh hoa thiên địa cho muôn loài, bao gồm cỏ cây, sắt đá, cầm thú và con người. Hành giả đạt được trường sinh, hiển hóa thần thông trở thành thần tiên cứu độ muôn sinh. Toàn thân ngài tỏa ánh đạo quang màu đỏ hồng rực rỡ, xích quang ấy tượng trưng cho các yếu tố. Nguyệt trong tam bảo của thiên là mặt trăng tĩnh lặng, phản chiếu ánh sáng từ mặt trời và muôn sao lấp lánh, soi sáng giữa màn đêm vô tận. Hỏa trong tam bảo của địa là lửa ấm áp, hơi nóng sưởi ấm cho muôn loài, giúp thanh tẩy ám khí, tà khí, khử trược. Tinh trong tam bảo của nhân, tinh này là phần thân xác hữu hình hữu hoại, được nuôi dưỡng bằng vật thực với tình thương. Người nhờ có thân làm phương tiện để thực hành pháp tu tập trở nên trọn lành, trợ duyên cho muôn sinh được thuận lợi. Tăng trong tam bảo của đạo pháp, tăng là cá thể thực hành pháp với lòng dũng cảm, sự nghiêm minh gìn giữ giới luật để đạt sự giác ngộ dứt tuyệt vô minh, đoạn trừ phiền não, vô nhiễm. Tăng này hiểu rõ ràng đầy đủ, chính là một sự tồn tại có ý hướng tu tập để dứt sạch phiền não, vô minh, chứ không chỉ riêng hành giả là con người. Vạn giáo đồng nguyên. Khắp các cõi giới trong tam giới, có môn nhân của xiển giáo và triệt giáo hằng hà sa số. Hành giả tín giả ngưỡng vọng tâm đức, học hỏi noi theo thiền hành của bậc tôn sư cao trọng đáng kính. Ba vị tam thanh lại có các đại đệ tử ưu tú là bậc thượng tiên, thiên tiên, đạt thành chánh quả viên mãn không ít. Các vị ấy lại mở nên các giáo phái, pháp môn tu tập với phương thức và thiện hành theo con đường thệ nguyện của họ. Chúng sinh tuy có tín ngưỡng tôn giáo, pháp môn tu tập nhưng rốt cuộc vẫn là người một nhà. Được học đạo từ Đức Lão Tổ Tự Tôn với một phương thức cốt lõi là tu tâm dưỡng tánh, sống hòa đồng nhân ái với muôn vạn loại sinh linh trong khắp tam giới. Đức Hồng Quân Lão Tổ về thầy từ ái nơi cửu thiên. Cửu thiên chân phái là một dòng pháp tu luyện xuất hiện từ khởi nguyên tam giới, được Đức Lão Tổ truyền đạo, thiết lập cho muôn vạn loại sinh linh khắp tam giới tu tâm dưỡng tánh để về với cội đạo, nguồn gốc phát sinh nên tam giới. Cửu thiên chân phái lấy sự vận hành của bát quái cửu cung tương quan với nhau, hóa sinh nên vạn loại làm nền tảng thiết lập cửu thiên cung. Cửu thiên cung tọa lạc ở tầng phi tưởng diệu thiên, liên kết cảm ứng với các cung, các động và cõi giới khác chặt chẽ để trợ duyên, độ dẫn muôn sinh linh hữu tình, hữu duyên tu tâm dưỡng tánh, hồi hướng về với cội đạo. Chư tín giả, hành giả của cửu thiên chân phái đều lấy tôn chỉ hòa đồng nhân ái, phụng sự muôn sinh linh làm đề mục trong quá trình tu tâm dưỡng tánh trở nên chân, thiện, mỹ. Câu tâm chú của Đức Lão Tổ: Nam mô Hồng Quân Lão Tổ cửu thiên cảm ứng từ tôn. Người tín giả, hành giả nào hữu duyên, có tính tâm với việc tu tập, khi trì niệm câu chú này đều sẽ có thể mở lòng mình, tăng thêm hòa ái, từ bi, trí tuệ để đối nhân xử thế sao cho hợp lẽ đạo. Đức Lão Tổ Tán Ca hay Cửu Thiên Kinh. Cao thượng cửu trùng thiên, bồ đoàn liễu đạo chân, thiên địa huyền hoàng ngoại, lão đương trưởng giáo tôn, hư vô sinh thái cực, lưỡng nghi tứ tượng tuần, nhất đạo truyền tam hữu, nhị giáo xiển triệt phân, huyền môn đô lãnh tụ, nhất khí hóa hùng quân. Đôi điều nhầm lẫn. Truyền thuyết và tài liệu thường nhầm lẫn Đức Hồng Quân Lão Tổ và Đức Lão Tử là một vị, do hình ảnh và tôn danh của cả hai vị đều thể hiện là lão nhân râu tóc bạc phơ, mang bên mình gậy và hồ lô, khoác đạo bào trắng, là vị truyền đạo với pháp khuyên môn sinh hòa thuận giữa đời với thiên địa. Một vị được gọi là Đức Lão Tử, một vị được gọi là Đức Lão Tổ, thế nên chúng sinh rất dễ nhầm lẫn. Mối quan hệ của hai vị vừa là chiết linh hóa thân, lại mang danh sư đồ.
Nhân gian thường chỉ biết Đức Lão Tổ có ba vị đệ tử là Đức Lão Tử, Đức Nguyên Thủy và Đức Thông Thiên. Hành giả đạo gia đều gọi ba vị ấy là Tôn Sư, Lão Sư và gọi Đức Lão Tổ là Tổ Sư.